Tép Neo 450 về hàng rất nhiều anh em nhé. Và hôm nay em xin giới thiệu cho anh em một loại tép mà có thể nó khác trên thị trường, rất là đẹp và chất lượng của nó rất là tốt, tiếng nó lẩy. Đây là một cặp củ chiếc kèn 450 Neo, của mã của nó là BNC, cốc nhôm và côn dẹt côn 44. Đấy, từ nốt nọ sang nốt kia là 7 cm. Anh em mà chơi với các cái loại phễu như là phễu gen xoáy em tặng bích nối. Và tại sao em bảo con này xịn? Ở trên thị trường cái tép này của nó thì nói chung là cái tép này, nếu mà cái điều này lên cái lắp ấy, thì nó là cái món gọi là cổ truyền rồi. Nhưng để mà cái độ tép từ của nó, từ leo, các bác nhìn độ khít của từ nhá, không hưởng một tí nào luôn. Và cái kẹp lỗ là thép trắng. Và tép neo sẽ cho tiếng rất là lanh canh và tí tách. Bình thường các dòng tép khác có thể là cái bi này nó sẽ tọt vào bên trong. Đấy, các bác lưu ý nha, cái viên bi này nó sẽ tọt vào bên trong. Thì tất nhiên là tọt vào thì về cái lượng từ nó sẽ bé ít hơn, tiếng nó không khỏe hơn mà nó không sáng bằng. Thì còn cái con từ neo của em thì các bác nhìn này, cái viên từ nó còn đang thò vào ra ngoài, nó rất là chất lượng luôn. Anh em nên mua hàng lưu ý cho em một tép neo trên thị trường nó như thế. Thì anh em mà có nhu cầu đến cái đôi tép neo hàng chất lượng của BNC này, mà côn dẹt này, thì anh em có nhu cầu với giá 1,3 triệu một đôi, được bao ship. Các bác chỉ cần nhắn tin địa chỉ, em sẽ gửi cho các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhé.